À xin chào tất cả các bạn mà đều cái đồng ETH đồng Ether Network nha. Thì hôm nay cái cái gói nâng cấp Bedo nó không còn nữa nha các bạn. Mà cái nó chuyển sang là cái gói là chúng ta nâng cấp bằng cái ETH đồng ETH của chúng ta nha. Thì cái đồng ETH của chúng ta là cái đồng này nè. Đồng chúng ta đều được game và hàng tháng nó quy đổi ra ETH nè. Thì nó có nhiều gói ETH trong này nha các bạn. Thì đây các bạn vào cái chỗ bot này nha. về chỗ này. Về chỗ này nó có rất nhiều gói 20 ETH Thì sẽ được tăng là 200% hở bot Đó. Nếu chúng ta đốt 40 ETH Thì chúng ta được 400% hở bot nha. Còn đây Thành đã đốt Là 100 ETH Thì được 1000 hở bot nha các bạn Thì những ai đốt xong rồi nó có chữ V như thế này Đó Và nó hiện lên 1000% Và F1 của chúng ta đốt Thì chúng ta sẽ được thưởng 15% nha còn F2 đốt á, thì chúng ta được thưởng là 5 thưởng ở đây là không phải thưởng ETH mà thưởng ở đây là thưởng tốc độ này nha các bạn hôm qua thành đốt xong là nó lên 45 2 trên giờ 40 45 đồng trên giờ thì sau khi F1 và F2 của thành đốt thì nó đã nâng lên 47,21 đồng trên một giờ rồi nha các bạn tốc độ đều rất là mau đó chỉ trong vài giây là nó đã có một đồng rồi thì đốt thì rất là dễ nha các bạn đây các bạn vào cái chữ bot này đúng không thành thành đã đốt rồi nên thành không đốt được nữa thì các bạn kích vào đây chọt vào kích vào cái cái các gói ví dụ các bạn muốn kích gói nào gói 20 hay gói 40 hoặc gói 100 thì các bạn kích vào đó nó có chữ bot các bạn kích vào bot và các bạn bấm uh, gửi mẹ Apple mail về các bạn nó gửi về 6 số mẹ Apple uh mã OTP về mail các bạn các bạn xác nhận đúng số số đó vào về và các bạn chấp nhận bot là ok nha các bạn là nó sẽ tự động từ ETH các bạn và nó tự động bot cho các bạn về F1 F2 của các bạn khi bot thì các bạn sẽ được tăng cộng thưởng này lên thì những ai thiếu ETH thì có thể liên hệ Zalo số điện thoại thành 05 thành bán ETH luôn nha các bạn đó, những ai thiếu ETH để đốt để nâng cấp cái tốc độ này thì tốc độ tăng lên rất là đáng kể hôm trước thành chỉ nâng cấp lại cái gối một đô ở gối ba đô thì nó lên một nghìn mấy phần trăm một nghìn mấy trăm hệ bốt nhưng mà hôm nay thành đốt một khoát nó thêm một nghìn nó lại được hai nghìn mấy rồi nha các bạn đó rất là tuyệt vời nha mới đây mà để nâng lên được hai đồng rồi nè tốc độ đều rất là mau thành thì còn rất là ít thành chỉ còn 130 BETH thôi. Thành để dành nha. Còn uh, uh, USDT này cũng rút được nè, nhưng mà USDT này là đợt đầu mình nâng cấp cho F1 F2 mình mới được thưởng USDT thì hôm trước thành đã rút thành có làm video hướng dẫn rút rồi đó. Những ai mà giờ hiện tại là trên uh, trên 6 đồng USDT này thì các bạn có thể rút về được ví MetaMask nha. Đó. Thì những ai muốn mua ETH thì liên hệ Zalo số điện thoại thành 0 5 b 919 thành chín uh, uh, bán ETH cho các bạn để các bạn uh, đốt nâng cấp nha các bạn đó. đốt thì rất là dễ thôi giống như các bạn xác nhận mẹ Apple để chuyển ETH cho người khác thôi hoặc chuyển game cho người khác thôi nha đó thì uh, nó có rất nhiều lợi thế đó nó vừa tăng tốc độ đèo cho các bạn nè đó nha khi F1 các bạn mà nâng cấp đốt lên thì cái tốc độ đồng đồng game mỗi giờ nó cũng sẽ tăng lên đó về hệ số của bot này nó cũng sẽ tăng lên đó cho nên rất là nhiều lợi thế nên các bạn nên đốt đi nha các bạn đó thì hôm nay cái gói mà nâng cấp b đô 6 đô gì hình như thành không còn thấy nữa mày vào cái chỗ tăng hệ bot này nó chỉ là hiện ra là gói bot bằng ATH hoặc là gói từ các thành viên đó thì gói bot ETH đây thì nó sẽ tính cộng thưởng cho chúng ta trong này, Đó. đây là thành được 49% từ F1 nè, về b 39% từ F2 rồi nè, nhớ nha các bạn. Đó. thì các bạn thấy chia sẻ thành hay cho thành một like một đăng ký kênh nha.